Chào các bạn đến với channel VN Computer nha. Thì trong video này các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sao chép tự động dữ liệu từ thư mục này sang thư mục khác trong máy tính nha các bạn. Thì ở đây để thực hiện minh họa thì ở đây mình chuẩn bị cái thư mục đầu tiên nè các bạn. Thư mục đầu tiên thì có hai cái hình ảnh như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện sao chép tự động hai cái hình ảnh này, hoặc là hai tệp, hay là tệp dữ liệu gì đó cũng được các bạn. Mình có thể là sao chép sang cái thư mục thứ hai ở bên đây ha, ở bên phải. Thì ở đây mình có cái tệp này các bạn, tệp là sao chép nè. Chút xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái tệp này rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện thử nha các bạn. Là mình sẽ nháy đúp vào tệp sao chép này ha, nháy đúp vào đây. Thì tự động hai cái hình ảnh từ ở bên thư mục thứ nhất nè các bạn, bây giờ nó đã qua thư mục thứ hai nè, nó tự động sao chép qua. Thì ở đây mình mở hai thư mục lên để cho các bạn dễ dàng thấy được ha. Tuy nhiên thì trong quá trình mà mình chạy cái tệp sao chép này nè để mình sao chép dữ liệu thì mình không cần mở cái thư mục lên nha các bạn, thì nó cũng tự động nó sao chép luôn ha. Rồi để tạo cái tệp này như thế nào thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn ha. Để tạo tệp sao chép dữ liệu tự động hay là copy dữ liệu tự động các bạn, thì các bạn mở Notepad lên nha, cái trình Notepad nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể là vào ô tìm kiếm nè, các bạn gõ từ khóa là Notepad ha. Rồi đây cái trình Notepad nè các bạn, trình Notepad hiển thị ở đây, các bạn nhấn vào mở lên ha. Rồi sau khi trình Notepad mở lên thì các bạn soạn cho tôi những cái lệnh đơn giản thôi. Đầu tiên là copy nè, copy rồi cắt ra cái. Rồi, các bạn sử dụng dấu giấy đôi ha, dấu giấy đôi, mở giấy đôi, đóng giấy đôi nha. Ở trong đây thì các bạn ghi cái đường dẫn nguồn á, ghi đường dẫn nguồn, tức là cái đường dẫn mà chứa dữ liệu đó các bạn. Ở đây là mình sẽ là sao chép từ ổ E nè, trong cái thư mục là TM1 nè, đây là đường dẫn nguồn nha các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn cắt ra, các bạn mở mặt kép ha, mở mặt kép, mở giấy đôi, đóng giấy đôi nè. Rồi ở giữa này thì các bạn ghi cái đường dẫn đích nha, tức là cái đường dẫn mà mình cần sao chép đến á. E nè, hai chấm nè, sẹt nè, thư mục TM2 đó. Đây là đường dẫn nguồn, đường dẫn đích ha. Thì có thể là sao chép bất kỳ ở một vị trí nào ở trong máy tính của mình, đến bất kỳ một thư mục nào khác ở trong máy tính cũng được nha các bạn ha. Rồi sau đó thì các bạn lưu lại bằng cách là nhấn lọc 2 nè, save. Rồi ở chỗ là cell E2 các bạn nhấn vào, các bạn chọn là on file nha, on file nè. Rồi đặt tên tệp thì các bạn đặt tên tệp, đặt tên gì cũng được, ví dụ như các bạn đặt tên là sao chép hay là copy gì đó cũng được các bạn. Ví dụ như sao chép đi, sao chép. Rồi chấm bát nha các bạn, chấm cái phần mở rộng, cái phần đuôi là bát nha, tức là BAT nè đó. Các bạn đặt cho đúng nha. Rồi sau đó thì các bạn chọn cái nơi để lưu trữ nha. Mình sẽ lưu ở đâu cũng được các bạn, lưu ổ E nè, lưu ổ thư mục là TM2 đi. Rồi nhấn vào save. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái tệp này lại nha các bạn, đóng tệp sao chép lại nè. Rồi mình sẽ mở hai thư mục lên. Đầu tiên là thư mục là trong ổ E nè, trong ổ E mình sẽ mở cái thư mục TM1 nè các bạn. Đó, thư mục này chứa dữ liệu ha, dữ liệu nguồn. Rồi ở đây cũng trong ổ E nè, mình sẽ mở thư mục là TM2. Lúc nãy mình mới tạo cái tệp sao chép mình lưu ở đây. Rồi bây giờ mình chỉ việc là gì, mình sẽ thực hiện là nhấn đúp vào tệp sao chép này thôi, nhấn đúp vào. Nó tự động nó sao chép tất cả dữ liệu trong thư mục 1 sang thư mục 2 hết nha các bạn. Như vậy là tôi vừa chia sẻ các bạn cách để mình có thể là tạo ra cái file để mình sao chép dữ liệu một cách tự động ha, rất là hay, rất là hữu ích các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.